Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 29 tháng 4 năm 2020. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi vừa lên mọc xong một bộ trường kỷ bằng chất liệu gỗ mít. Trường kỷ này thì chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của bác Quý ở tại Tuy Lộc, Phú Thọ. Bác thì là cũng là ở trong rất là gần những cái làng nghề chuyên về đồ gỗ, nhưng mà bác vẫn tìm hiểu và tin tưởng chúng tôi và đến cơ sở của tôi để đặt. Thì đây là bộ trường kỷ gỗ mít, và hàng này là hàng đặt hàng rất là đặc biệt, hàng có thông số kích thước là hơn những cái sản phẩm thông thường rất là nhiều. Thì một lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết để cho các quý vị biết nó nổi bật ở đâu. Đây là tổng thể của bộ ghế trường kỷ đây. Tổng thể của bộ ghế trường kỷ đây, hàng đại như quý vị nhé. Đó, đi vào giới thiệu chi tiết hơn. Trước tiên tôi sẽ quay chiếc ghế dài thứ nhất. Về kích thước ấy, thì là chiếc này có kích thước phủ bề là 2m3, là sâu 67. Phần diện tích mặt sử dụng là 2m và sâu 52. Và có một điểm đặc biệt là phần ván mặt của bộ ghế này đây. Quý vị, ván mặt của bộ ghế này là ván liền tấm nhé. Ván liền tấm và có chiều sâu sử dụng ấy là 52. Thì quý vị cũng biết là hiện tại gỗ mít thì nó đang rất là hiếm. Và đặc điểm của cây mít là cây nó cong keo, cũng như là cây gỗ nhỏ, những cây to thì rất là hiếm. Nhưng để kiếm được một cái tấm ván mặt mít ta mà liền đẹp như thế này thì là rất là khó. Đấy, bác đặt chúng tôi là đã gần một năm rồi, chúng tôi mới kiếm được cái ván mặt khủng như vậy cho bác đấy. Ván mặt liền tấm quý vị nha, gỗ mít ta. Gỗ mít ta thì nhắc lại là gỗ mít ta, chứ còn gỗ mít Nam Phi hay là gỗ mít Tây thì rất là nhiều. Còn về đặc điểm thì gỗ mít thì quý vị hiểu là nó sẽ có những cái mắt này, đấy là không tránh khỏi được. Đây, phần vách ghế chúng tôi là đục tứ quý tùng trúc cúc mai, điểm giữa là sen cỏ. Toàn bộ phần bản tay của bác là tôi là làm là bề ngang là 14 phân hết, rất là to. Hàng đục cả mặt đằng sau nhé. Hàng của bác là chúng tôi đục cả mặt đằng sau. Đằng sau cũng đục rất là nổi và sâu và chi tiết đây. Phần chân của chúng tôi là chân này là chân 9 chỉ. Chân 9 chỉ. Toàn bộ phần mẫu mạ hàng ngang rất là nét. Đầu tay là đục xoắn ốc. Phần vệ này của chúng tôi là dày 4cm và đục ngũ phúc. Phần vệ đục triện ngũ phúc dày 4cm. Hiện tại là chúng tôi đang quét lót rồi để đánh cái giáp, ví dụ như là nhìn có những cái bột trắng này là đã đang đánh quá trình đánh cái giáp đấy. Phần mặt đây, ván đây rất là đẹp nhá. Mít mà chọn được những cái ván mặt như vậy là rất là khó, cũng như là hiếm, không phải lúc nào cũng kiếm được đâu. Đây, bộ này bác đặt chúng tôi là gần một năm rồi thì hôm nay chúng tôi mới dựng lên được. Trước bác đã xuống và xem và duyệt rồi. Một máy khác về đây. Về phần tíu này là bác đặt chúng tôi là mặt là đục là thuận buồm xuôi gió nhé. Còn mặt này là bác là đục riêng, những bộ khác chúng tôi đục riêng, bộ này là bác đặt chúng tôi là đục cả mặt luôn. Mặt này là mặt thuận buồm xuôi gió. Đó, phần tíu này có kích thước là chiều dài là 1m37, bề ngang là 62, và cao là 85, 2 sàn. Rất là giá trị của gỗ mít hiện nay là, quý vị biết là gỗ mít hiện nay là rất là hiếm, đặc biệt là những cái cây gỗ to như thế này. Cây gỗ to như này thì lại càng cực kỳ là hiếm hơn. Đó là cái mít nó sinh trưởng và nó phát triển rất là chậm. Và hiện tại là cái nhu cầu khai thác và sử dụng gỗ mít quá là cao. Chúng ta thường làm đồ thờ hoặc là những cái đồ gỗ nội thất gia dụng gia đình, mà hiện nay là những cái sản phẩm gỗ hương gỗ võ thì rất là nhiều và phổ thông cũng như là dễ kiếm. Nhưng riêng là đặc biệt là về gỗ mít ta thì rất là khó. Đó, quý vị mà có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có số điện thoại trên màn hình đây 0987 51086. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và tôi đang quay video trực tiếp tại phía bên ngoài xưởng đây. Phía bên trong kia là các anh em thợ và công nhân là đang làm việc đây. Rất là nhiều. Cơ sở của tôi ngạo có hàng chục công nhân nhé. Rất là nhiều sản phẩm nhé quý vị nhé.
Mọi người mà xem thêm những sản phẩm khác thì hãy truy cập vào website đồgỗtùng8.com để có thể xem thêm những sản phẩm khác. Và nếu yêu quý chúng tôi thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Ok, xin chào mọi người nhé, và hẹn gặp lại trong những video clip khác.